Đây, đẹp chưa, mọi người tham quan rất là đông đây này. Bình an như thế cho người thiện tâm. Đấy, cha quay nhà mình đấy. Cái cây quay đây, không quay đây. Chào, chào con nha. Đây, rồi đông chưa? Chào anh nhé. Anh ở họ nào? Một con ít bom á. Thằng bom lên đây. Lấy vợ. Lấy vợ đây. Đây. Ở đây à? Dạ. Đấy, đẹp chưa? Làm đẹp. Đẹp ha. Đấy, nó phải hiền ảo như vậy mới đẹp không? Không trắng này. Đấy, thấy không? Con đưa cái chúng nó chỉ đen. À, đấy. Đông người chưa? Cái này càng đông, ông trắng nhỉ? Dạ. Khó đi bộ luôn. Bây giờ chạy vô là ở bên kia. Tiên tri sai à đấy. Chào chào con. Đẹp chưa? Đẹp không? Chào chào. Đẹp thế nhảy rồi sang năm làm sao lại đẹp hơn được rồi chứ. Thì thôi, năm nào hay năm đấy đã. Chào chào con nhá. Đây là giáo họ Thánh Thánh Gia. Giáo sư bảo thì có 5 giáo họ. Đây có cả xe hơi vào tới đây này. Đấy. Ôi chà, có ai đâu mà bóp còi. Có ai đâu mà bóp còi hả con? Có ai đâu mà bóp còi. Thấy cha nên bóp còi phải không? Con chào cha. Đấy. Chào chị nhá. Chào con nha. Chào con nha. Đẹp không con? Đẹp không? Đẹp quá ha. Đấy, chào chúng con nha. Đấy. Đấy, càng ngày càng đông. Chào con. Nhà ở đâu đấy? Dạ con ở Bảo Định. Ở Định hả? Mấy cháu rồi? Vào hả? Ồ, khí thế ha. Chào bà nhá. Bà ngoài Bảo Định luôn hả? Dạ, Bảo Định nhá cha. Bảo Định là vô Bảo Thị ha. Vậy à. Ở câu 2 à, mẹ của anh Dũng hả? Con của con đấy. Vậy hả? Cha anh em không giới thiệu cho cha biết được không? Dạ. Thế hôm mà con lại nhập con đặt đèn ấy vậy hả? Thì cha ngoại cha con thì cha ranh giới đúng rồi. Mà em út em là cha này về thì cha vào chăm lo cho. Con bà dạy cho cha thì con cũng nói cha làm rồi. Vâng, hôm nay em là con cũng làm đệ nó. Chị ơi, rồi họ cũng đến họ tham quan. Để con bảo năm nay như vậy là từ câu hai về đến đẹp quá cha. Vâng, đẹp quá. Vậy là cha là như vậy là hôm trước cha ở dưới
dưới nhà thờ Thái Thiện. Thái Thiện. Hồi ấy cha tranh ông tình thì con nghe thấy em con nó ở bên